Rồi, xin chào bà con, xin chào mọi người. Thì hôm nay nó đang có cái áp thấp nhiệt đới vào trong gần bờ các bạn, thì nó gây mưa, hiện tượng mưa là chung là suốt từ ngày hôm qua giờ. Thì chiều nay mình đi mình kiểm tra lại cái vườn các bạn, xem nó bị gãy đổ hay là gì không bạn. Thì có nhân tiện á, mình chia sẻ cái cách phòng phòng ngừa nấm cho toàn bộ cái vườn sầu riêng các bạn. Đấy. Để ngày mai thì mình làm luôn thì mình sẽ quay chi tiết các bạn ha. Để hôm nay mình nói sơ sơ bộ cái quy trình phòng ngừa nấm cho bà con mình, nói chung là bước vào cái giai đoạn trên mùa mưa này các bạn, thì nó mưa thường xuyên đấy, thì mình cần làm những công việc gì các bạn. Đây thì mình toàn bộ cái gốc này là toàn bộ là chưa có tác động cho bà con ha. Đấy, thì đầu tiên là bà con mình phải xử lý gốc trước ha. Nấm thì bây giờ đa phần nó nấm từ ở dưới gốc các bạn, nó sinh ra ở dưới gốc này. Bởi vì mùa mùa mưa đấy, bắt đầu mưa nhiều, độ ẩm cao ấy, thì nấm con nấm nó ngủ, nó nằm ngủ dưới gốc, bắt đầu nó thức dậy và nó lây lan cho nó truyền từ gốc lên các bạn. Đấy thì bà con mình là phòng ngừa bằng cách là bà con mình cứ tìm hiểu ha. Đây những cái phương pháp của mình đây chỉ là cái phương tham khảo thôi ha. Đấy thì rải vôi nữa các bạn, rải vôi thì cũng là một cách các bà con ha. Rải vôi này cách thì bà con mình rải cho mình cái gần gần cái gốc này thôi, với lại quét cho mình cái gốc này thôi bà con à, nếu bà con có công ha. Còn ở dưới dưới nền đất này thì bà con mình đổ những cái dòng 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 nấm á, dòng nấm vi sinh vật có lợi á, để khống chế bớt cái con khuẩn nấm khuẩn có hại các bạn. Thì bà con có thể dùng cái như là cái IMO4 các bạn. Đấy, IMO4 bà con mình ngâm ngâm ủ lên. Đó, ngâm ủ lên, sau đó là bà con mình nhân bản ra thì các bà con mình dội ha, dội. Thì cái liều lượng á, thì các bà con thì bây giờ các bà con mình cứ dùng cho mình cái tầm 20 lít, pha cho 200 lít các bà con ạ. Thì tỷ lệ 1 1 10 đó, bà con mình xối vào gốc cho mình ha. Và hai nữa kết hợp với cái nấm Trico Đạt Ma ha. Cái nấm Trico Đạt Ma thì nhiều nhiều anh chị hỏi mình nhé, là dùng những cái loại nào. Thì bây giờ bà con mình cứ ra hỏi cái trạm thuốc bảo vệ thực vật đấy, những nơi nào mà cung cấp cái nấm Trico Đạt Ma đấy. Thì bây giờ bà con mình nói là mua cho tôi, bán cho tôi những cái loại mà nó có chứa nhiều cái bào tử các bạn. Đó, đó, chứa nhiều bào tử nhất có thể. Bà con mình rải. Một, bà con mình có công á thì bà con mình nhân bản lên. Thì cái công thức nhân bản á, thì bà con mình cứ cho khoảng có tầm 2 kg. 2 kg cho của cái nấm Trico Đạt Ma bà con ha. 2 kg bà con mình nhân bản với cái tỷ lệ là cũng cũng là 1:10 các bạn. Đó, 2 kg bà con mình nhân bản lên thành 200 lít ha. 200 lít. Với lại là 1000 lít thì cho bà con cho 5 kg, với cho mình cho khoảng có tầm 10 ký mật tùy đường ha. Cái 4000 lít đó. Bà con mình là sục oxy cho mình liên tiếp khoảng có tầm 3 đến 4 ngày ha. 3 đến 4 ngày, thậm chí là 5 ngày, để cho những cái bào tử nó nhân bản lên bà con ha. Rồi con lấy cái đó bà con rửa gốc thì nó sẽ rẻ hơn ha, nó rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Ví dụ như là bà con số lượng nhiều quá, bà con mình cứ rải cái nấm Trico Đạt Ma dưới gốc thì nó nhiều quá, nó chịu không nổi ha, nó chịu không nổi. Thì bà con nhân bản như vậy thì bà con mình tiết kiệm rất là nhiều. Đó, đó là cái phần xử lý gốc ha. Phần xử lý gốc. Đó. Với hai ở trên 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 gốc các bạn, ở trên 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 ngọn, với lại là trên cây, với lại là trên trên quả các bạn. Đấy. Thì phần lớn đấy là lấn, nó tấn công các bạn, nó tấn công từ cái bộ lá với lại là cành rễ các bà con ha, một phần dưới gốc lên. Thì bà con mình rứt mưa ha, nó rứt mưa hoặc là nó tạnh mưa một chút thì bà con mình phải xịt xịt nấm đấy các bà con, phòng 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 ngừa nấm ngay lập tức các bà con. Đó, phòng 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 ngừa ngừa ngay, cộng với diệt khuẩn các bạn nha, khuẩn khuẩn nha, khuẩn thì nó làm cho cái cuống này này ha, nó xâm nhập vào cái cuống này thì nó gây cái tình trạng là nấm cuống các bạn nha, rất là nhiều luôn. Thì bà con mình là xịt những cái dòng nào các bạn, thì thực ra mình không chuyên ngành về cái thằng thuốc nấm, nhưng mà mình đi học lỏm được thôi, thì mình chia sẻ cho bà con mình là đánh những cái dòng thuốc, ví dụ như là cái dòng Achancol hoặc thằng tin thì thực ra thì bà con mình chỉ đánh cái lúc mà nó giai đoạn là chống rụng, với lại là cái làm xanh trái thôi bà con ha. Còn còn lại thì bà con mình dùng những cái loại nấm phổ rộng các bạn. Đấy thì một lưu ý nho nhỏ thôi, bà con mình giai đoạn này chuẩn bị cắt rồi, bà con mình không dùng những cái loại mà thuốc nấm mà để lại dấu vết các bạn. Ví dụ như là măng cột dẹt xanh ha, bà con mình xịt vào cái trái này các bạn, cái trái này này thì nó để lại cái dấu vết ha, thì nó bám dính lại thì thương lái người ta không mua đâu. Thì bà con mình lưu ý cho mình
mình cái điểm đó, hoặc là cái giai đoạn này cái thằng Agrifood ha, Agrifood bà con mình không dùng nữa, dùng là nó sẽ để lại cái dấu vết, thì bà con lưu ý cái điểm đó bà con ha. Đó, thì mình biết một số cái dòng ví dụ như là cấp thấp, ví dụ như là trung bình hoặc là cao cấp, thì trước đây mình có dùng thằng Croman các bạn, dùng cái thằng Croman đấy thì nó đắt lắm các bạn, đắt lắm, cái nấm đấy thì cả tới 400.000 hơn 400.000 một phi cơ, nó đắt các bạn, nó đắt lắm, nên là bà con mình dùng thì bà con cái phần cái dòng cái dòng cao cấp ấy, thì bà con mình nên liên hệ với những cái đại lý thuốc bảo vệ thực vật uy tín, người ta hướng dẫn cho. Đó. Còn một cái nữa thì nó có một cái này thì nó cũng tạm tạm này, nó tầm trung các bà con. Cái là Fitter các bạn, là Fitter á, thì cái gói của nó 100g, thì một 100g như vậy thì các bà con mình là sử dụng cái vậy thì mình tính giá thành các bạn thì nó chỉ tầm hơn 200 một chút một phi các bạn, thì xịt cũng ok các bạn. Đấy, thì nó tương đương với Argencon. Đó, nó tương đương với Argencon mà con ha. Đấy. Bạn thấy xanh không? Đó. Nó tương đương với thằng Argencon. Thì cách xịt các bạn. Cách xịt nhá. Thì lúc nãy giờ mình nói về cách phân cái loại thuốc các bạn. Đấy. Thì các bà con mình tốt nhất là sử dụng những cái loại dòng thuốc nấm phổ rộng ạ. Ha. Phổ rộng ạ, bởi vì nấm trong hiện nay thì mình không thể nào dùng có cái máy soi mình biết được cái chủng nấm nào. À, để cho tốt nhất bà con mình dùng những cái loại thuốc nấm phổ rộng ạ, tức là đi diệt loại nhiều loại nấm. Mày nói như ví dụ như man vàng bà con vẫn sử dụng được ha. Đấy, cái dòng mangozet á, nhưng mà mangozet là người ta dùng ở loại cái loại màu man vàng các bạn. Đấy, thì vẫn sử dụng được ha. Vẫn sử dụng được. Thì cái loại nấm đó thì gọi là nấm phổ rộng, nó diệt thì cái loại mangozet đấy thì nó cái loại man đấy thì nó diệt đến tới 400 loại này nấm các bạn. Thì có khả năng là diệt được rất là nhiều các loại nấm trên cây. À, thì bây giờ cái nấm đấy là vô hình các bạn, nó là vô hình thì mình không thể nào biết được các bạn, mình không thể nào biết được cái nấm nào với nấm nào. Thì bây giờ mình tốt nhất mình dùng những cái loại thuốc nấm phổ rộng, tức là diệt được cái loại nhiều loại nấm các bà con ạ. À, nó gặp được cái loại nấm nào nó diệt được cái loại nấm đó ha. Đấy, đấy là cái cách mà mình sử dụng cái thuốc. Còn cái cách xịt các bạn, cách xịt thì các bạn bà con mình nên xịt những cái dòng bà con mình xịt thì mình xịt phủ ngoài lá luôn, bắt đầu xịt từ ngoài lá đó các bạn, bạn xịt vào trong cành ha, xịt vào trong cành, cái quả với cái cuống này các bạn xịt sau cùng ha, các bạn xịt sau cùng chứ đừng có xịt đề ba phát là các bạn xịt vào cái trái này luôn. Bà con mình sau khi dứt mưa, bà con mình xịt đầu cành trước ha, ngoài lá trước. Sau bà con mình tiến dần vào trong cái cành này các bạn ha. Bà con mình xịt hết toàn bộ cái cành này luôn ha, cành thân này bà con xịt hết cho mình. Sau đó là tiến hành bắt đầu mình phủ hết trái các bà con ha. Sự phủ hết. Mình không chừa một bất cứ một kẽ nào. Mình nói ví dụ như này. Bà con mình là xịt đứng ở cái bên này, bà con xịt hết cái trái này ha, xịt hết cái mặt này, xịt hết cái mặt này, sau đó bà con mình đảo sang bên này ha, đảo qua sang bên này. Đó, đảo sang bên này bà con mình xịt tiếp về cái mặt này. Xịt cả vào cái kẽ này các bà con ha. Đó, đừng có bỏ sót một cái nào các bà con nha. Xịt từ ở trong nách cuống này luôn. Xịt từ nách cuống này xịt xuống luôn bà con ha. Xịt hết cho mình. Đó. Chứ bà con mình cứ xịt phủ quơ như vậy, đôi khi cái chỗ có nhiều chỗ nó thiếu thuốc các bạn. Thì con nấm nó giống như là cái chỗ mà không có thuốc á thì nó lại tới đó nó trú ngụ các bạn. Hoặc nó tránh cái thuốc các bạn thì nó lại vô tình ở chỗ đấy thì nó phá hoại cho nó thì vô tình là mình thiệt hại cho nó các bạn. Đó, nó dẫn đến là nấm nó không chia đẻ được. Thì bà con nhớ nhá, xịt bên kia xong quay lại bên này xịt tiếp các bà con. Đó, xịt hết. Chịu khó các bà con, chịu khó. Giai đoạn này bà con chịu khó ha, chịu khó xịt coi như là đây các bạn. Mình cho các bạn này, trong đây này, xịt rất là kỹ này. Không có một tí gọi là nấm không có một chút xíu gì về cái con rệp sát trong này các bạn. Đấy. Đấy. Thì đó là cách chia sẻ mình xịt thuốc nấm các bạn. Đó. Thì bây giờ mình hôm rồi nghe tiếng nghe cái tin áp thấp nhiệt đới các bạn, thì mình đi mình chống hết rồi, bởi vì cái số lượng trái rất là lớn các bạn, rất là nhiều luôn, thì hôm nay mình phải chống các bạn. Đấy, và hai mình đi cột dưới này thì chưa cột xong thì bắt đầu mưa, thì mưa xong bên nhau mình cho đi cột các bạn. Đấy, bởi vì thời tiết này trời mưa mình không dám thuê người để vào vườn để cột các bạn, bởi vì các bạn leo trèo á, đôi khi nó trượt chân ngã thì thay vì bảo vệ được một hai trái sầu riêng mà trong khi đó con người tai nạn con người các bạn thì nó không được, cho nên mình vẫn đặt cái ưu tiên an toàn lao động hàng đầu các bạn, cho nên là thôi dừng tạm dừng các bà con ha. Đây đây các bạn, đây trái năm nay rất là ok luôn. Đây
Thì chiều nay thì khoe với các bạn một chút là mình mới 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 update cái máy quay phim của bạn. À, thì mới mới lấy xong để về đang thử nghiệm, đang test các bạn. À, thì nó cho cái chất lượng rất là tốt các bạn ha. Đấy. Cái này là cái điện thoại cho bạn nhé, chứ không phải là cái máy hình đâu. Cái máy hình mình đem đi Leica là kích thước các bạn, nó không có thực tiễn bởi vì mình nhá, là công việc với nhiều, không thể nào mang máy ảnh hay mang Leica được bạn. Thì mình mua luôn cái máy, nó tương đương cái máy chụp hình các bạn. Đó. Cái máy của mình đang quay phim này, thì nó tương đương cái máy 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 ảnh Sony các bạn nhé. Nó rất là nhiều tiền, thì mình đầu tư mình quay cho nó ok các bạn. Đây, đây các bạn. Đây các bạn, đây. Đây các bạn thấy. Mình đây các bạn. Khá đẹp hơn bà con ha. Đấy. Đấy thì mình chia sẻ clip, có đoạn clip ngắn cho các bạn đấy, về cái cách mà bà con mình nhá là phòng ngừa cái nấm mạnh các bạn. Thì cái đối với cái nấm Trichoderma các bạn nhé, đối với cái nấm Trichoderma bà con mình nhân bản lên thì bà con mình vẫn phun được vào trong cái trái này các bạn nhé, phun được bà con ha, nó không để lại dấu tích gì đâu, nó không để lại mà nó không để lại cái màu hay cái gì đó các bạn. Khi các bạn 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 pha xong các bạn vẫn xịt được bà con ha. Đấy, đối với cái loại mà chuẩn bị cắt các bạn nha, trước khi 1 tuần 1 cắt thì các bạn ngưng, không xịt cho bà con ha, bởi vì là nói gì cái thuốc nấm các bạn, thì đối với những cái lúc cắt các bạn nha, thì bà con nào mà nói chung là cái vườn nào quá bị nặng thôi thì bà con mới tác động, còn chuẩn bị cắt các bạn con nha, thì mình tốt nhất là đối với cái an toàn người sử dụng các bạn thì mình không nên xịt cái lúc cần cần cắt bà con nha. Đấy, thà thương lái vô nói chung là cơm nó yếu không cắt được, lại phải kéo dài thời gian để chăm các bạn, thì các bạn xịt xịt ngay lúc bấy giờ luôn, còn chuẩn bị lên cơm rồi cắt rồi thì bà con không nên xịt ha. Đó, đó là cái chia sẻ của mình các bạn. Đấy, các bạn thấy là hai nữa các bạn, hai nữa để mà mình chia sẻ thêm về cái phòng ngừa nấm bệnh. Thế thì cái phòng ngừa nấm bệnh này nó còn đòi hỏi cái kỹ năng mà canh tác các bạn. Đó, các bạn thấy là cái vườn của mình thì cái gốc các bạn, cái gốc nó đóng cái vai trò rất là yếu tố then chốt ở cái câu chuyện mà phòng ngừa nấm bệnh các bạn, rất là thông thoáng luôn, không để cỏ nha. Thời tiết này là bà con mình đi dọn tất cả cỏ trong trong vườn cho mình nha, cái đó là cái khâu khâu thiếu lúc ấy trong cái đầu đầu clip mình không nói. Bà con mình đi dọn sạch sẽ các bạn ha, không để đọng nước nha, dọn dọn hết cho mình luôn, là toàn bộ cây cối với lại là cỏ trong gốc của bà con mình đi dọn hết cho mình, không để chừa bất cứ một cái rác hay là cái gì là trong trong cái gốc sầu riêng đó. Bởi vì là độ ẩm cao, nước nhiều, đọng nước nhiều, với hai nữa là cái cỏ nhiều các bạn, nó sẽ gây lên cái tình trạng nấm bệnh rất là nhiều luôn. Đó, thực tế mình đi 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 năm ngoái mình đi vào trong Eton các bạn, ông anh mình ông để cỏ rất là nhiều luôn, thì dẫn đến cái tình trạng là nấm bệnh rất là khủng khiếp các bạn. Đấy, thì quan điểm mỗi người một một khác thôi, thì đôi khi anh ấy coi được cái clip này anh ấy phản biện mình, nhưng mà mình rõ ràng là mình đi mình kiểm nghiệm là cái vườn nào cái giai đoạn mà chuẩn bị cắt mà để cỏ nhiều mà gặp thời tiết mưa mưa liên tục luôn thì chắc chắn cái vườn đó nấm rất là nhiều. Anh chị có bỏ phân, anh chị có bỏ cái nấm cỡ nào nữa thì nó chỉ hạn chế được một phần thôi. Cái quan trọng là cái gốc nó thông thoáng ha. Cái gốc nó thông thoáng là ok. Đấy, đây các bạn, đây. Đấy. Anh thấy không, bạn thấy không? Nó rất là thoáng thông thoáng luôn. Cành toàn bộ nó mình nâng lên hết các bạn. Đấy. Đây, cái mình đang đi cột các bạn thì nó mưa thì mình tạm thời mình dừng ha. Đấy. Đây các bạn. Cái trái năm nay khá đẹp ha. Trái khá đẹp luôn. Dạ em nghe thầy ơi. À, chạy chợ. Dạ có em thầy chờ em tí tí em chạy ra. Dạ. Thầy ra vườn trước đi rồi em chạy ra thầy nhé. Dạ. Thì đây các bạn. Thì mình chỉ làm cái clip ngắn thôi, bây giờ mình lại phải đi rồi. Đã. Đây các bạn. Đó. Đây ha. Khá đẹp của bà con ha. Đấy. Đó thì hôm bữa mình chia sẻ cái clip các bạn
thấy đó là cái gai nó rất đỏ luôn. Giờ nó chuẩn bị 110 ngày các bạn thấy không? Tự nhiên mất, không không còn nữa ha. Cho nên chuyện gai đỏ thì bà con mình không có lo đâu ha. Nó tới 110 ngày thì bắt đầu nó sẽ mất thôi. Đây đây các bạn thấy cái gai đỏ này ha. Đây là một cái quan cảnh cái gai đỏ này. Nó mất rồi ha. Đây, gai đỏ này. Nó mất rồi ha. Đây. Đây các bạn. Cái vườn đấy, thì cái vườn của mình ấy thì đến ngày hôm nay thì nó đạt được cái giai đoạn là tầm 105 ngày các bạn ha. 105 ngày thì bắt đầu là dứt mưa là mình cho lên cơm liền ha. Dứt điểm phát cho lên cơm ngay đó. Đây các bạn thì lên cơm thì mình chia sẻ những clip trước rồi thì quan điểm của mỗi người nó một khác các bạn các con ha. Người thì dùng kali trắng không thôi ha. Hoặc là kali sun phát không thôi đó, sợ bể gai đó. Bà con nào mà quản lý tốt cái gai ha, cái gai nó không bể. Đây các bà con này không bể ha, cái gai không bể thì bà con mình vẫn sử dụng được cái NPK hàm lượng kali cao. Mình nói ví dụ 12, 12, 18, à 17, 12, 11, 18 hoặc nữa các bà con ha, 12, 12, 20 hoặc là cộng với 4 lưu huỳnh nữa vẫn được bà con ha. Đấy, quan điểm của mỗi người nó khác bà con ha. Đây là cái cách bà con mình sử dụng phân bón thôi ha. Bà con mình quản lý được cái gai ha, cái gai của mình là chắc chắc chắn là không bị bể bể thì mình vẫn dùng được cái NPK bà con ha. Đấy, nó có khoảng tầm 3%, nó có khoảng tầm 10 đến 10 10% liter để cho cây nó tiếp tục nuôi trái bà con ha. Đấy, đây các bạn, đây 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 rất ok ha. Đấy, đấy đẹp ha, không có tình trạng bể gai ha, không có tình trạng bể gai. Đấy, đây bà con. Đây các bạn, đây. Đấy. Đấy, thì cái cách đeo trái thì nó cũng đây các bà con, đeo đây. Mấy bạn đeo rất là cẩn thận luôn này. Đeo cái kiểu mắc võng các bạn. Đấy, đeo từ bên này sang bên này, đỡ cái nguyên cái tàn toàn trái ha. Thì gió nó đưa đưa nó không lắc được nhiều các bạn ạ. Có một số người là đeo ở cái cuống này cũng được các bạn ạ. Cũng được, không vấn đề gì hết. Đó, đeo cái trái này không thì nó chỉ có giảm được cái sức nặng của cái trái thôi chứ không đỡ được luôn cả nguyên cái trái các bạn. Đấy. Bà con thấy trái đẹp ha. Đấy, trái rất đẹp luôn. Đấy. Nó mưa mất mấy ngày rồi các bạn. Ngày nay ngày thứ ba rồi. Nó mưa từ chiều hôm kia bà con ha. Đấy, cho nên là cái màu trái của bạn thì nó lại không được đẹp ha. Đó. Nó không được đẹp bằng xanh bằng cái thời hôm bữa mình quay lên các bạn. Đấy. Đấy. Nhưng mà cái thực tế các bạn, bà con bô thì nó xanh lắm các bạn nha. Đấy. Rồi. Thế cái video clip này mình sẽ chia sẻ ngắn gọn vậy thôi bà con ha. Để ngày mai mình mua cái nấm chưa có đặt ma. Mình sẽ hướng dẫn bà con mình trực tiếp nhân bản cái nấm chưa có đặt ma đó ha. Và bắt đầu dùng cái nấm chưa có đặt ma đó mình sẽ cấy vào trong cái gốc sầu riêng này và dùng cái IMO4 cấy vào trong cái gốc sầu riêng này bà con ha để quản lý cái nấm bệnh. Thì đối với cái cơn áp thấp nhiệt đới hiện nay nó chỉ là cơn áp thấp nhiệt đới đầu đầu tiên của năm nay thôi các bạn con. Đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp. Đó, thì mình nghĩ rằng chắc đến từ giờ đến lúc bán các bạn thì mình đoán rằng thì thời tiết nó không cực đoan đến cái mức độ nó mưa liên tục như năm ngoái đâu, gần cắt đó, nó mưa liên tục như vậy. Đó. Thì những bà con nào mà làm cái cổ bông sau á, bán cuối cùng sau trung thu á thì may ra mới bị ảnh hưởng nhiều của cái sự mưa nhiều các bạn. Đấy. Chứ còn bây giờ bà con mình gần như Ehleo rồi Cư Mà Nga rồi Cống Bách đang vào giao rồi các bạn thì gần như là không chịu ảnh hưởng nhiều của cái mưa các bạn. Đấy, chỉ có cái cổ sau thôi nó may ra bị thôi các bạn. Đấy, cái vườn sầu riêng của mình đây thì mình cũng đoán là chắc cũng không bị đâu. Đó, nhưng mà mình phòng ngừa thôi ha, mình phòng ngừa thôi. Đó, bà con thấy mình cái quy trình năm nay của mình là không có bị ảnh hưởng gì, có đọt non ha, không đốt đọt ha, nó dẫn đến cái đọt còn nguyên si ha, đó rất là ok. Đó, không có bị ảnh hưởng gì một chút nào của cái chặn đọt các bạn. Đấy. Cho nên là cái cây nó lực lắm. Đấy. Cái lượng trái nó rất là nhiều luôn, nhưng mà đến thời điểm này mình quan sát nói chung là cái cây nó hoàn toàn cân được bà con nha. Đó. Thì năm nay mình sẽ phải ghi chép lại số liệu. Đó, cái số lượng trái. Đó, cái số lượng kg và cái sự phát triển của cây thì sang năm mình sẽ đẩy tiếp các bạn nha. Mình sẽ tiếp tục mình đẩy hết giới hạn của cái cây nó mang được bao nhiêu trái luôn các bạn. Và ví dụ như cây này năm nay được khoảng cỡ tầm 80 trái. Đó. Thì cái lá nó vẫn còn ngon ha. Bộ lá vẫn còn ngon đến thời điểm này.
thì sang năm mình có khả năng mình sẽ đẩy lên 100 trái các bạn. Đó, nó vẫn đáp ứng được bà con nha. Đấy. Cho nên là một số bà số số bà con mình bảo là cây trái càng nhiều cây càng suy, nhưng mà bà con mình chuẩn bị tốt cái nền hữu cơ. Cái nền hữu cơ thì nó sẽ cân được cái dàn lá. Thì một số anh chị mình nói thẳng luôn là một số công ty nó bảo là sản xuất cái trái sầu riêng hoàn toàn bằng hữu cơ thì nó thiệt với các bạn chứ sản xuất 100% cái trái bằng hữu cơ thì rất là khó. Nói thiệt bạn là rất là khó luôn. Không thể nào mà 100% bằng hữu cơ được đâu, mình nói thiệt luôn đó. Đó. Thế thì mình chưa gặp các bạn, mình chưa gặp để một cái vườn nào quy trình 100% hữu cơ, không dùng hóa học, không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Đó. Nhưng làm trái sầu riêng này các bạn gần như là ví dụ như là cái số lượng ấy là để bán xuất khẩu. Đó, mà xuất khẩu đòi hỏi cái mẫu trái rất là đẹp. Đó, chứ không đòi hỏi là cái an toàn. Đối với xuất khẩu đi Trung Quốc hoặc là đi một số nước thì người ta cần cái mẫu trái đẹp ha. Mẫu trái đẹp chứ người ta không đòi hỏi về cái chất lượng ngon. Nó chỉ có một số cái chất loại chất cấm như cadimi. Đó, người ta test ra là có là người ta trả về thôi, nhưng còn thực tế là các bạn tránh được cái cadimi đó thì hiện nay là vẫn chưa thấy cái hoạt chất nào nó tồn dư trong cái trái sầu riêng mà bị trả về hết. Chỉ có một cái hoạt chất duy nhất đó là cadimi các bạn. Đấy. Thì để làm cái trái sầu riêng đẹp để xuất khẩu các bạn, nếu mà làm hữu cơ thì 100% thì mình nghĩ rằng nó rất khó. Cực kỳ khó các bạn, không dễ gì để làm được một cái trái hữu cơ ha. Đó, chỉ nói qua như vậy chỉ có là nâng cao cái quan điểm của mình lên để một cái kinh doanh thôi, chứ còn thực ra mà để làm 100% hữu cơ để xuất khẩu thì mình nghĩ rất là khó ha. Trừ trường hợp là cái thị trường đó chấp nhận cái mẫu hàng không đẹp, tức là gai không đẹp các bạn, thì mới làm hữu cơ được. Thì mới làm hữu cơ được bà con nhé. Đấy. Chứ còn mà bảo là thời điểm này mà nấm bệnh, mưa cái này mà không dùng thuốc mà phun thì mình nghĩ rằng nó rụng gần như cả vườn. Nó rụng gần như cả vườn. Nó là thiệt hại cho bà con rất là lớn. Đó, chứ không phải là đơn giản đâu bà con. Đấy. Làm hữu cơ nói chung là mình chỉ giải quyết cái hữu cơ ở dưới gốc thôi. Mình nói ví dụ như phân đậu nành, ví dụ phân cá là cái gì đó mình giải quyết bớt ở dưới gốc thôi. Chứ còn thực ra cái giai đoạn mà về đích như này các bạn, đó thì một số bà con mình nhá, thậm chí là mua thuốc kiến của mình thôi, mình cũng đã không đồng ý bán rồi. Alo anh em ơi, anh đi vườn tí nữa anh về rồi cứ để đó đi, rồi khi nào về anh gọi lại giao cho anh nhé. Đó, đây các bạn. Đó thì trừ trường hợp các bạn, mình nói ngay từ ban đầu, trừ trường hợp là cái thị trường đó chấp nhận, đó là không có mẫu mã, đó, chỉ chấp nhận là cơm ngon, ví dụ là an toàn về thuốc bảo vệ thực vật thôi, thì làm ok các bạn, đó làm ok. Đó, nhưng mà thời điểm mà về đích này mà không sử dụng thuốc nấm hay là một số cái dòng sản phẩm để mà đánh cái gai nhím này á các bạn, đấy thì mình nghĩ là nó hơi khó, hơi khó thực hiện đó. Còn bảo là vừa làm hữu cơ rẻ tiền mà vừa để xuất khẩu cao thì mình nghĩ rằng hơi chua các bạn nhá. Đấy rồi, clip này mình xin tạm dừng ở đây, giờ mình chuyển sang một cái vấn đề khác bà con ha.